Em chào các bác nhá, em Lâm đây. Nhà em thì chính thức là gần hết điều hòa rồi, nên bây giờ có nhiều thời gian quay hơn. Chắc là bây giờ ngày nào cũng quay rồi, cũng không còn máy mà chờ nữa rồi, cũng không còn máy chưa dọn rồi, toàn bộ là máy dọn hết lên rồi. Còn có mấy chục con nữa là bán là hết rồi. Đấy thì em sẽ dành một chút thời gian quay qua cửa hàng nhà em. Cửa hàng em là cửa hàng Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433 để bắt đầu tiện theo dõi kênh em. Và thứ hai thì nhớ đăng ký kênh cho em. Thì em quay ở mặt đường thì nó hơi ồn một chút, thì rất mong các bác thông cảm nhé. Bởi vì nhà em nó rất là chật, các bác biết đến rồi thì nó cũng không có thời gian mà làm phông bạt được, hay là làm những cái điểm quay đẹp cho các bác được, thì rất mong bác thông cảm. Thôi thì các bác mua máy thì cứ xem trực tiếp máy cho em là được. Đây, trước mắt bác đây là một con Panasonic DAT 2013, máy đầu 28, tương đương với máy 12.000 BTU. Con này chạy trong phòng tầm 18m2 trở xuống. Đấy, thì em xin dành một chút thời gian quay qua máy cho các bác. Đây, máy thì cục nóng thì bọn em đã sơn xi lại rồi, nói chung là nó cũng đẹp như mới rồi, không còn những vết xước sát gì. Đấy, nhiều bác thì cứ bảo là cục nóng thì phơi ngoài nắng mưa thì nó sẽ han gì. Đúng là nó sẽ han gì, bởi vì là những cái vết xước nếu mà không sơn lại thì nó sẽ han gì. Còn đây thì bọn em đã sơn xi lại rồi. Mê hai là các bác bảo là để cục nóng để ngoài dày mưa thì nó han gì mục mọt. Thì các bác yên tâm là người Nhật ấy, ngày khi người ta thiết kế ra cái máy ấy, là mạch người ta để ở ngoài rời rồi. Thế nên là bên Nhật người ta có tuyết rơi, tuyết nó còn phủ máy thôi, nhưng mà nó còn không han gì và nó còn nước còn không vào mạch được, thì người Nhật ta đã thiết kế rất an toàn rồi. Thế nên là các bác ở Việt Nam mình cứ dùng cứ yên tâm thôi, đấy, không phải lo lắng gì cả. Còn mình cần thì mình của đống đồng tiền thì mình cẩn thận thì mình bắn thêm cái mái tôn nhỏ trên cũng được. Đây là tùy các bác. Đấy, em quay vào mặt lạnh cho các bác nhé. Mặt lạnh thì trắng trẻo đẹp trai. Đây má, đây má đầu tiên là má CSF28C, ở dưới đây, ở dưới của nó là 28CF đây, sản xuất DAT 2013. Đây, cục lóng cũng là 28CF luôn. Đấy, CU là má 283CF, trùng đầu trùng đít đây. Đấy, mặt lạnh thì cực đẹp, không có vỡ dập lứt bẻ to gì đâu cả. Còn xước sát nhẹ thì không thể tránh được. Mấy hai là tay chân em rất là bẩn, cho nên chẳng may mà có sờ vết bẩn nào thì một lát nữa em sẽ quay lại cho các bác, em sẽ lau và sẽ chụp ảnh cho các bác. Đấy, em chỉ quay qua máy cho các bác thôi. Đây, máy thì đã đạt điểm tua, nước chảy thì như tháo cống rồi. Nước chảy thì như tháo cống rồi. Đây, em bật vào điểm đây. Máy thì lên 6.A. Đấy, đầu 28 thì lên 6 chấm. Đây, đây công suất chạy nó đây. Đấy, thì con này em ăn điện này, nhiệt độ của đôi tự bác đây. Đấy, ăn điện này à. Đấy, điện 220 thì nó sẽ giảm 2%. Đấy, con này nó đang lên 13 độ, đang xuống 14 độ đây. Đấy, nó rất là lạnh luôn. Đây, em bắn vào dàn cùng nóng đây. Cùng nóng bây giờ 28 độ tỏa toàn nhiệt ra này. Đấy, nó vẫn đang lên nhiệt độ nhé. Đấy, nó vẫn đang lên nhiệt độ. Đấy, máy chạy rất là êm luôn. Đấy, em đang bật mắc hết cả thứ nhá. Đấy, quạt bật mắc nhá. Đấy, tất cả bật mắc hết, nhiệt độ bật mắc hết. Các bác mua ở nhà em thì sẽ có khiển zin đi theo máy này, bảng tôn đi theo zin đi theo máy hết. Chứ nhà em không bán đồ chế cháo. Đấy, đặc biệt nhà em quan điểm em bán máy đấy. Đấy, rắc co được cái là còn nguyên này, đầu bị thai đầu 6 người còn nguyên này, cốp trước còn đẹp là. Đấy, máy thì đẹp như trong tranh. Thì nhiều bác có hỏi em là muốn mua máy không sơn thì không sơn thì chỉ có thằng bốc phét thôi, thì nó mới không sơn thôi. Chứ còn em nói với các bác ấy, cái nhựa ba la này nó xuống màu rất là nhanh. Chỉ có một là dùng hóa chất nó mới trắng lên, hai là đánh dây giáp đi phủ bóng lại. Thì đánh dây giáp đi phủ bóng lại thì cũng không khác gì phun sơn màu lên phủ bóng cả, thì nó cũng như nhau hết. Đánh dây giáp lên thì màu nó cứ đục kìa, màu nó cứ đục. Còn sơn lên nó lên một màu trắng thì nó rất là đẹp cái máy. Đấy, còn nhiều bác bổ sơn zin. Các bác biết thế nào là sơn zin đâu, mặt lạnh zin này nó có sơn đâu. Nguyên bản của nó là nhựa trắng, nó không sơn, nguyên bản nhựa màu đục. Nhìn trông nó khinh lắm, nhìn nó khắm lắm. Nên là không ai thừa tiền để sơn 600.000 cái 500.000 cái mặt lạnh này cả. Nên là bọn em sơn một sơn ô tô độ bóng rất là cao, hầu như là nó đẹp hơn mới luôn. Mà sơn thì sơn rất là đẹp luôn, không có hiện tượng là chảy sơn chảy chung gì đâu. Máy rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp sắc nét luôn. Đấy, bác nào lấy chiếc này thì cứ alo cho em. Em bao cho các bác là mạnh zin. Đấy, lốc lát zin, dàn zin, không chọc, không ngoáy, không hòa. Đấy, quần ga em bơm mới 100% luôn. Đấy, bác nào mà kết chiếc này thì alo cho em. Đấy, giá chiếc này em bán là 7 triệu đồng cho các bác. Đấy, 7 triệu đồng cho một con Panasonic DAT 2013, máy 12.000 BTU,
chạy phòng 18m2 bao các bác là đắp chăn thì thôi. Đấy, máy cực đẹp luôn. Đấy, em nó quay qua cũng nóng mặt lạnh nguyên zin hết rồi. Đấy, giờ chưa vào điểm nắng thì các bác mua máy về thì anh em thợ người ta lắp thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, máy trên nhà em chưa bao gồm phí ship. Đấy, chưa bao gồm công lắp đặt, chưa bao gồm đổi nguồn. Chỉ có máy không là thì có máy không là gồm có cục lóng này và mặt lạnh này và một chiếc khiển này và một chiếc bảng tôn zin đi theo máy, giá là 7 triệu. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Máy cực đẹp luôn, bao zin tốt tuyệt vời từ quá. Ga thì bơm mới 100%. Em chào các bác nhá. Các bác lấy chiếc này thì alo cho em. Hàng hiếm có khó tìm. Đây số điện thoại đây. Đấy, hai số điện thoại, các bác lấy thì alo em hai số điện thoại để được tư vấn và cũng như là làm sao các bác mua cái máy hợp lý nhất cho nhà mình thì thôi. Đấy, em chào các bác nhá.